Xin chào các bé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các bé câu chuyện Quả táo của ai? Vào cuối mùa thu, trên cây táo ở đầu rừng chỉ còn sót lại một quả táo chín vàng. Trông quả táo mới ngon lành làm sao. Một hôm, Thỏ đi dạo chơi ngang qua nhìn thấy rất muốn hái. Nhưng quả táo chín ở cành cao quá, Thỏ không sao với tới được. Gần đó có một cây cao, quả đen đang ngồi ung dung rỉa lông rỉa cánh, vui đùa với gió và những chiếc lá bay. Thỏ trông thấy quả đen liền gọi: "Bác quả đen ơi, hái giúp tôi quả táo chín với." Nghe xong, quả đen bay sang hái giúp ngay. Nhưng vì táo chín quá, khi quả đen vừa động vào, quả táo rơi ngay đúng lưng nhím đang đi qua. Bỗng dưng được một quả táo ngon, nhím liền ôm quả táo chạy ngay, không cần biết của ai. Thấy vậy, Thỏ vội kêu: "Bạn nhím ơi, quả táo chín đó là của tôi đấy, bạn cho tôi xin." Nhím nói: "Quả táo chín rụng, tôi lượm được mà." Thỏ đáp lại: "Tôi tìm thấy quả táo chứ, quả táo này là của tôi." Vừa lúc đó, quả đen bay tới và bảo: "Quả táo này tôi hái đấy." Thế là cả ba bạn cùng nhau kêu lên: "Táo của tôi, táo của tôi." Mặc dù đứng khuất sau gốc cây to, nhưng bác gấu đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Bác gấu đi tới chỗ ba bạn và nói: "Các cháu đừng tranh cãi nữa. Cả ba cháu cùng nói đúng. Song không nên tranh giành nhau như vậy. Hãy bỏ quả táo ra làm ba phần, mỗi cháu nhận một phần." Ba bạn nghe ra thấy phải, nhím nhanh nhẹn liền bỏ quả táo ra làm bốn phần. Trước hết, nhím lấy một phần mời bác gấu và nói: "Chúng cháu mời bác. Chúng cháu cảm ơn bác vì bác đã dạy cho chúng cháu biết phân xử công bằng." Ba phần táo còn lại, nhím chia cho hai bạn và mình. Bốn bác cháu vừa ăn táo vừa nói chuyện vui vẻ. Sau đó, các bạn cùng nhảy múa cho bác gấu xem. Câu chuyện cô kể đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các cháu ở những câu